Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Lenovo không còn quá xa lạ đối với người dùng. Với những thành công mà Lenovo mang lại thì phải kể đến ThinkBook, dòng laptop văn phòng rất được ưa chuộng từ hãng này. ThinkBook 16 Gen 4 Plus là một chiếc laptop văn phòng nhưng hiệu năng lại cực kỳ mạnh mẽ. Hãy cùng mình tìm hiểu thêm về chiếc laptop này nhé. Lenovo ThinkBook 16 Gen 4 Plus được bao phủ bởi gam màu xám nhạt. Dòng chữ ThinkBook được đặt gọn gàng, dễ nhìn, cùng vỏ ngoài cứng cáp, được làm từ chất liệu hợp kim nhôm, khiến tổng thể chiếc máy trông cực kỳ sang trọng và cao cấp. Vì được làm từ hợp kim nhôm, nên chiếc laptop này có thể chống chịu được nhiệt tốt, giúp bảo vệ các linh kiện bên trong máy. Nhờ vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng. Bản lề của laptop này được thiết kế vô cùng chắc chắn, cho phép mở được bằng một tay và có thể mở được bằng 180 độ, giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình học tập và làm việc. Có thể nói chiếc laptop này cực kỳ mỏng nhẹ, với độ dày chỉ 16,5mm và cân nặng 1,8kg thì bạn hoàn toàn có thể mang theo bên mình tới bất cứ đâu để làm việc và học tập. Mặc dù cạnh viền mỏng nhưng vẫn được trang bị một chiếc webcam IR Full HD 1080p phục vụ cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Bên cạnh đó, chiếc laptop này còn được thiết kế thêm thanh gạt để bảo vệ tuyệt đối sự riêng tư cho người dùng. Màn hình của chiếc laptop này là một trong những điểm được đánh giá cực kỳ cao để chơi game và làm đồ họa. Với màn hình 16 inch, độ phân giải 2560x1600, độ sáng lên đến 350 nits, 100% sRGB, đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng với độ chuẩn màu và hình ảnh cực kỳ sắc nét. Bên cạnh đó, màn hình của chiếc laptop này còn được phủ một lớp chống lóa, cho phép bạn có thể làm việc ở mọi môi trường khác nhau như ngoài trời hay dưới ánh đèn. Công nghệ này còn giúp bảo vệ mắt người dùng, chống mỏi mắt sau thời gian dài làm việc. Bàn phím của chiếc Lenovo ThinkBook 16 Gen 4 Plus là bàn phím tiêu chuẩn, khoảng cách phím vừa vặn, độ nảy tốt, phím bấm được thiết kế vuông vức, hành trình phím sâu nên khi gõ không hề có một chút flex nào cả, mang đến trải nghiệm cực kỳ thoải mái cho người dùng. Nên bàn phím còn được trang bị đèn LED nên bạn có thể sử dụng ngay cả khi ở môi trường thiếu sáng. Phần touchpad rộng rãi được phủ một lớp nhám, cảm ứng đa điểm cho phép những cú di chuột của bạn trở nên cực kỳ mượt mà. Để nâng cao độ bảo mật, nên chiếc laptop này đã được trang bị thêm tính năng cảm biến vân tay, giúp bạn chỉ cần một chạm để đăng nhập mở máy mà không cần phải đăng nhập mật khẩu phức tạp. Khi sở hữu chiếc máy này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i7 12700H với 14x20 luồng, mức xung nhịp lên đến 4.7GHz, đem đến hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ khi xử lý mọi tác vụ văn phòng như lướt web, xem phim, nghe nhạc và làm việc trên ứng dụng Office như Word, PowerPoint, Excel một cách mượt mà trơn tru. Ngoài ra, bạn sẽ có 16GB RAM LPDDR5, 1TB SSD giúp bạn lưu trữ lượng lớn dữ liệu khổng lồ. Bên cạnh đó, chiếc laptop này còn được tích hợp các đồ họa NVIDIA RTX 2050 4GB GDDR6, mang đến khả năng đa nhiệm cũng như xử lý các tác vụ văn phòng, giải trí cơ bản, chỉnh sửa hình ảnh, làm video đơn giản trên những phần mềm đồ họa như Photoshop, AI, và hiệu năng thì không kém một chiếc laptop gaming, nên bạn có thể thoải mái chiến game trên chiếc Lenovo ThinkBook 16 Gen 4 Plus này. Nó có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu giải trí ở các tựa game như PUBG, LOL, Dota 2, CSGO và rất nhiều các tựa game khác. Cuối cùng thì không thể không nhắc đến các cổng kết nối. Chiếc laptop này được trang bị đầy đủ các cổng kết nối gồm một cổng USB 2.0, hai cổng USB 3.2, hai cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một khe thẻ SD và một jack cắm tai nghe, cùng một cổng mạng LAN RJ45 giúp bạn có thể thoải mái kết nối hay truy xuất với các thiết bị ngoại vi. Máy cũng được nâng cấp lên Wi-Fi 6E để bạn có thể kết nối mạng không dây một cách nhanh chóng. Như vậy có thể nói, Lenovo ThinkBook 16 Gen 4 Plus là một chiếc laptop với thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch nhưng hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ, thì đây sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho mọi đối tượng. Kể cả bạn là doanh nhân hay là game thủ thì chiếc laptop này đều có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của người dùng. Cuối cùng thì link sản phẩm cũng như những chương trình ưu đãi mình sẽ để ở phía dưới, các bạn có thể ấn vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.